Wow. Oh. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Just for Laughs. Vậy là chúng ta lại gặp nhau với 20 phút cười nghiêng ngả trong Just for Laughs vào tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị các bạn biết không, sau một tuần làm việc nặng nhọc thì chúng ta sẽ có giây phút thư giãn vui vẻ. Chỉ có 20 phút thôi nhưng chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị các bạn những tiếng cười thật là sảng khoái. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với 20 phút của Just for Laughs tuần này nhé. Có thể làm thay đổi mọi thứ. Thank you.
đâu phải ông già này đâu. Các bạn có bao giờ nghĩ là khi chúng ta giúp đỡ người khác, nó có thể mang lại phiền toái cho bản thân chúng ta hay không? Ví dụ như là ta có thể làm hư đồ hay là mất đồ của họ thì sao? Điều đó thật là nan giải đấy nha. Vậy thì chúng ta cùng thử xem Just for Love thực tế như thế nào nhé. Khiêng cho cẩn thận vào đấy. Đâu rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứa kìa. Tỉnh, tôi chỉ nổi cái chân thôi mà. Bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu như một ngày nào đó bạn bỗng dưng trở thành một người nổi tiếng thì sao nhở? Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xin chữ ký bạn này, hâm mộ bạn và họ tặng hoa cho bạn, và thậm chí là họ sẽ đề nghị bạn được chụp hình nữa chứ. Wow, quả thật là một cái cảnh rất là tốt đẹp. Anh đã xin chữ ký. Tại sao bỗng dưng ngày hôm nay lại có rất nhiều người đến xin chữ ký, thậm chí được chụp hình với tôi nhỉ? Ủa, không lẽ tôi đã trở thành người nổi tiếng rồi sao? Ồ, mà chưa chắc nhá. Đây cũng có thể là một trò đùa của Just for Laughs đấy nhá. Nhớ bỏ phiếu cho tôi đấy.
tôi đi này. Chứ bộ. Một điều mà chúng tôi luôn luôn khuyên quý vị khán giả đó là chúng ta luôn luôn phải cảnh giác, bởi lẽ là có một ngày nào đấy thì chúng ta sẽ trở thành một nhân vật bất đắc dĩ trong Just Club đấy nha. Còn bây giờ thì 20 phút của chương trình đã kết thúc rồi. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị các bạn đã luôn luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Thế giới của bạn.